Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thường chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol tại Phủ Chủ tịch 21 Phát Đại bác đã vang lên để chào đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 6, lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol và phu nhân tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đã ra đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc 21 loạt Đại bác chào mừng tổng thống Jun Suk-yeol vang lên trong tiếng quốc thiều Việt Nam và Hàn Quốc. Bắn 21 phát đại bác là nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất. Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Jun Suk-yoon tới Việt Nam và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Trước đó vào ngày 22 tháng 6, phát biểu khi gặp cộng đồng Hàn kiều, tổng thống Jun Suk-yoon cho biết Việt Nam là đối tác hợp tác chủ chốt của Hàn Quốc trong xây dựng khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng và chuyến thăm lần này của ông sẽ là điểm khởi đầu cho 30 năm quan hệ tiếp theo giữa hai nước cũng trong ngày 23 tháng 6, tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc chiều ngày 23 tháng 6. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992 và trở thành đối tác hợp tác chiến lược vào tháng 10 năm 2009. Hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng ngày 23 tháng 6 lại đi xuống trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng. Tại thị trường trong nước chốt phiên giao dịch 22 tháng 6, giá vàng miếng 4 số 9 tại SCC thành phố Hồ Chí Minh là 66,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,05 triệu đồng trên một lượng bán ra. SCC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,07 triệu đồng trên một lượng bán ra. Đồ gì Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67 triệu đồng trên một lượng bán ra. Đồ gì thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SCC ở mức 66,45 triệu đồng trên một lượng bán ra bán ra ở mức 66,95 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức 1918 đô la Mỹ trên một ounce. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong ngày đầu tiên điều trần. Chủ tịch Jerome Powell khẳng định nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa cho đến khi đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giảm lạm phát. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những chiếc xe tay ga biển số đẹp được ưa chuộng và đội giá đắt đỏ thì trên thị trường hiện nay cũng có không ít chiếc xe máy số có biển số đẹp được bán lên tới hàng trăm triệu đồng. Mới đây, một chiếc xe máy Honda Wave biển số 79N2-99999 được chủ xe chào bán với giá lên đến 799 triệu đồng gây chú ý. Chủ chiếc xe máy trên là anh Du Toàn ngụ tại thành phố Hà Nội trào bán với giá là 799 triệu đồng. Con số này cao gấp 40 lần so với giá gốc mua mới của xe chỉ dao động từ 18 đến 20 triệu. Theo giới thiệu từ anh Toàn, chiếc xe này được chủ cũ may mắn bốc trúng biển là 79 n chín từ năm 2021. Đây là biển số đăng ký thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Anh Toàn cho biết thêm rằng chiếc biển số này là độc nhất vô nhị, vừa ngũ quý chín vừa thần tài lớn và cũng có thể gọi là lục quý vì có tới 6 số 9, cũng như 29C12 là đầu biển của phố cổ Hà Nội, 79N2 Nha Trang được ưa chuộng nhất ở Khánh Hòa. Đó là những yếu tố khiến giá trị chiếc xe được nâng cao lên đáng kể như vậy. Mức giá 799 triệu được đánh giá là khá cao, tuy nhiên đây chưa phải là chiếc quay biển ngũ quý 9 giá đắt nhất thị trường. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2022, thông tin Honda Way Alpha trúng ngũ biển ngũ quý 9 29C1 99999 sau đó được anh Đỗ Trung Hiếu ở Hà Nội mua lại với giá 900 triệu đồng từng gây sốt giới sưu tầm xe máy ô tô biển số đẹp, thậm chí đến nay giá xe còn tăng cao lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Apple đã công bố hệ điều hành iOS 17 sẽ có tính năng Contest Poster dành cho màn hình chờ nhận cuộc gọi với Contact Poster, táo khuyết hướng tới việc định hình lại cách người dùng xem và tương tác với các liên hệ của mình. Tính năng này cho phép người gọi tùy chỉnh hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình chờ cuộc gọi của người nhận. Hình nền chờ này có thể được cá nhân hóa với nhiều hình ảnh, phông chữ và biểu tượng, giúp cuộc gọi tới sinh động hơn. Các hình ảnh toàn màn hình sẽ hiển thị cho các cuộc gọi đến, tin nhắn văn bản và cuộc gọi FaceTime. Chúng cũng được tích hợp vào bảng chia sẻ iOS 17 với các hoạt động với các ứng dụng gọi điện của bên thứ ba, ví dụ như WhatsApp. Với chế độ xem trước toàn màn hình, người dùng chỉ cần nhìn lướt qua điện thoại là biết được ai gọi cho mình. Người dùng cũng có thể chia sẻ contact poster của mình với người khác một cách dễ dàng thông qua một tính năng mới mang tên là name drop. Các thức hoạt động của name drop tương tự như airdrop nhưng có phần đơn giản hơn khi cần chỉ cần chạm hai chiếc iPhone hoặc iPhone với Apple Watch và thông tin liên hệ sẽ được chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 24 bị can ở nhiều tỉnh thành trên cả nước để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo công an thành phố Hà Tĩnh, thời gian gần đây đơn vị này phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ bằng cấp do Phạm Văn Mạnh 41 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Trì Hà Nội cầm đầu nên lập chuyên án điều tra Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả tuyển chân rết, thành lập đường dây làm giả bằng cấp giấy tờ. Khi có khách liên hệ làm giả bằng cấp giấy tờ, Mạnh phân công đồng bọn làm giấy tờ theo các khâu đã định sẵn và chuyển cho khách hàng theo địa chỉ đã cung cấp khi hoàn thành. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hà Tĩnh huy động 20 cán bộ chiến sĩ chia 3 mũi trinh sát, đồng thời bắt giữ mạnh và đồng bọn, khám xét nhà các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan tổ chức trên cả nước, hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại, 4 bộ máy tính, 3 máy in màu, một máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại. Tại cơ quan điều tra, Mạnh Khai đã thu lợi hơn 6 tỷ đồng từ việc làm giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, công an xác định toàn bộ số phôi bằng mà Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ được mua từ Lê Văn Bộ 36 tuổi, ngụ tại huyện Tiền Hải Thái Bình nên đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bộ qua khám xét nơi ở của Lê Văn Bộ, lực lượng chức năng thu giữ một bộ máy tính và 228 phôi bằng. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định có một nhóm nghi phạm mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 5, công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt giữ thêm 7 nghi phạm trong đường dây và thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan tổ chức, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ. Nhóm nghi phạm trong đường dây làm giả giấy tờ ở thành phố Hồ Chí Minh khai hoạt động từ năm 2021 đến nay và đã thu lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây bệnh viện Tim Hà Nội cho biết các bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho một thai phụ bị đảo ngược phủ tạng có trái tim nằm bên phải, em bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Một sản phụ 29 tuổi ở tỉnh Yên Bái mang thai ở tuần 38 đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thời điểm này, bệnh nhân được chỉ định ngưng mang thai do mắc tim bẩm sinh phức tạp và phủ tạng bị đảo ngược với trái tim nằm bên phải, tăng áp phổi, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Sản phụ này cho biết khi mang thai ở tuần thứ 12, bác sĩ đã phát hiện bệnh, đề nghị chị bỏ thai nhưng sản phụ không đồng ý. Sau đó, người phụ nữ này được chuyển sang Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau khi tiếp nhận ca bệnh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã hội trần với ekip tim mạch cùng với các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Phụ sản Trung ương đỡ đẻ thành công cho sản phụ 29 tuổi. Cả phẫu thuật thành công, em bé chào đời khỏe mạnh. Sau sinh, sản phụ ở lại Bệnh viện Tim Hà Nội để theo dõi, còn em bé được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để được chăm sóc. Đến chiều ngày 22 tháng 6, sức khỏe người mẹ đã ổn định và được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương với con.